gỗ quý ở Thanh Hóa đại gia trả chục tỷ đồng không bán. Cây gỗ quý thuộc sở hữu của một người xin nghề tử nghiệp với gỗ ở Thanh Hóa, dù được trả giá hàng chục tỷ đồng, nhưng chủ nhân vẫn nhất quyết không bán. Theo đó, chủ nhân của cây gỗ quý là ông Văn Tiến Hùng, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Theo ông Hùng cho biết, may mắn lớn nhất của cuộc đời ông là năm 2011, sau một lần tình cờ ông biết được thôn Du La, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk tồn tại một cây gỗ hương cổ thụ ngàn năm tuổi, tích tụ sinh khí trời đất, đứng sừng sững giữa núi đồi. Sau khi nhận được thông tin, ông đã tức tốc lên đường tìm đến thôn này để thăm báu vật ngàn năm. Theo một nhà điêu khắc cho biết, diễn đàn doanh nghiệp cho biết cây nu hương này rất đẹp bởi gốc cây có thể tạo thành một hình đài sen với 12 con giáp, đường kính thân 2,4 mét, có thể tạc thành hình tượng Phật Bà Quan Âm và Thiện Tài Đồng Tử. Từ gốc lên có những sóng lượng giống như chín con rồng, cửu long quần tụ, từ thân trở lên rẽ thành hai nhánh hình chữ V, chữ đầu của chữ Việt Nam và còn mang ý nghĩa của sự chiến thắng, Victory. Nu có vân hình chân chó, theo hình dải như tà áo bay của Phật Bà giữa các dải mây uốn lượn. Được biết, sau khi cây gỗ được chuyển về phường Tân Sơn, ông Hùng đã được hàng trăm chủ gỗ tên tuổi ở các tỉnh thành chào đón, ngã giá để mua lại cây. Có những đại gia sẵn sàng trả giá cao gấp đôi để được sở hữu cây gỗ thiêng này, thế nhưng vẫn bị ông từ chối, khước từ. Chia sẻ về lý do từ chối, báo Gia Đình dẫn lời ông Hùng cho hay, bởi ông làm việc này không phải vì tiền, tôi muốn kiến tạo nên một tác phẩm Phật Bà Quan Âm đưa đến một nơi trang trọng, thiêng liêng để người đời thưởng thức. Còn nếu vì tiền, ông đã bán từ lâu, nhưng ông không làm thế vì đã hứa với dân làng ở Tây Nguyên. Ngoài ra, diễn đàn doanh nghiệp cho hay, theo một số chuyên gia phong thủy, cây này vốn dĩ đã tích tụ linh khí của núi rừng trên 1.000 năm. Người muốn sở hữu nó phải hợp mệnh, hợp duyên và tôn vinh đúng được giá trị của báu vật này. Vì vậy, quý nhân và báu vật cũng phải có mối lương duyên trời định. Theo phong thủy, thuyết ngũ hành và mối quan hệ nuôi dưỡng giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ tương sinh. Người ta quy ước thứ tự của ngũ hành tương sinh như sau: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Cũng theo ngũ hành nạp âm, trong sáu luật mộc thì cây nu hương này thuộc đại lâm mộc, cây lớn trong rừng già, rất kỵ với người mạng kim, hợp với người mạng thủy và nhất là hợp với người mạng hỏa. Ông Hùng cũng cho hay mình còn nhiều cái trăn trở lo toan, nhiều bon chen thì làm sao có thể thanh tịnh được. Vì vậy, ông mong muốn cây nu hương này trở thành một tác phẩm để đời, một Phật mộc lớn nhất, độc đáo nhất, được rước đi khắp nước Việt Nam. Báu vật này được đặt tại một nơi linh thiêng, thế đẹp của đất nước để hàng năm có hàng vạn người đến tham quan và chiêm ngưỡng. Những cây cổ thụ trăm tuổi ở Sóc Trăng. Đặt chân đến vùng đất Sóc Trăng, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Trước cửa đền thờ An Phú, ấp 3, xã An Mỹ, huyện Kế Sách là một cây bàng và một cây sung mọc cách nhau gần 100 mét. Theo ông Đặng Anh Tuấn, 54 tuổi, người dân địa phương, không biết hai cây này có từ bao giờ, nhưng khi lớn lên đã thấy cây mọc rất to. Ba tôi năm nay 100 tuổi, ông kể, khi còn nhỏ đi học ở trường làng thì đã thấy cây bàng và cây sung này rồi. Riêng cây bàng thì gốc to khoảng 4-5 người ôm mới xuể. Ba tôi nói, các cụ cao niên cho biết, hai cây này được trồng khi xây dựng đền thờ An Phú, cách đây ít nhất khoảng 150 năm. Ông Tuấn nói, cây bàng hiện nay đứng sừng sững cạnh bờ sông, trước nhà ông Tuấn, mỗi năm cây thay lá 2 lần vào giữa tháng 2 và tháng 9 âm lịch. Mỗi lần thay lá, lá già rụng hết, sau đó mọc lên lớp lá non xanh mướt, trông rất đẹp. Ông Tuấn cùng một người khác dùng dây đo chu vi ở phần gốc. Kết quả gốc cây bàng có chu vi 19,5 mét, chiều cao ước chừng 30-40 mét, tỏa bóng mát bao trùm cả một vùng rộng lớn. Cũng theo ông Tuấn, cách đây không lâu, có một người phụ nữ từ thành phố Hồ Chí Minh đến hỏi mua cây bàng này, nhưng bà con không bán vì đây là cây chung của cả xóm. Cây được tổ tiên trồng từ khi xây dựng đền thờ nên giá bao nhiêu cũng không bán. Riêng cây sung cao chừng 15-20 mét, gốc to, vỏ xù xì, càng lên trên thì thân thắt lại, trông như một cái chai khổng lồ. Dù đã có tuổi cả trăm năm, nhưng cây sung này vẫn cho trái nhiều. Cũng tại huyện Kế Sách,
đến ấp Phong Thới, xã Phong Nẫm, nhiều người rất thú vị khi chứng kiến những cây măng cụt cổ thụ của gia đình ông Hứa Văn Lớn. Ông Lớn cho biết cây măng cụt này được trồng từ đời ông nội của ông, đến nay đã được trên 90 năm. Đây là những cây măng cụt có tuổi đời cao, rất hiếm hoi của vùng đất này. Mỗi cây có chiều cao khoảng 10 mét, gốc cây to đến mức một người ôm không hết. Những cây măng cụt này tuổi đời cao nhưng vẫn cho trái rất đều đặn. Mỗi cây cho từ 250 đến 400 kg trái trên một năm. Điều đáng nói là những cây này ít khi bị bệnh như những cây măng cụt khác, nên việc chăm sóc rất thuận lợi, ông Lớn cho biết. Tại nghĩa địa Triều Châu thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng có một cây còng, được trồng từ năm Mậu Tý 1888, đến nay đã gần 130 năm mà vẫn phát triển tốt, cành lá xum xuê tỏa bóng mát khắp cả một vùng rộng lớn. Thân cây to khoảng 5-6 người ôm mới tròn vòng, cây cao khoảng 40 mét. Đến trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng, nhiều người rất ngỡ ngàng khi được tận mắt chứng kiến cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm và được xem là những cây cổ thụ hiếm hoi còn sót lại ở thành phố Sóc Trăng. Theo nhiều người cao niên ở Sóc Trăng, những cây cổ thụ này chủ yếu là cây me tây, người địa phương gọi là cây còng, có tuổi đời ngót nghét trăm năm. Tán lá của cây cổ thụ che mát cả khoảng sân rộng của trường.